trọn vẹn bóng đá Anh trên VTV Cup. Ngoại hạng Anh, Premier League. Hạng nhất Anh, EFL Championship. Cúp Liên đoàn, Carabao Cup. Tận hưởng trọn gói truyền hình và internet cùng ưu đãi hấp dẫn, tặng thêm tháng sử dụng dịch vụ miễn phí lướt net thả ga, truy cập thỏa sức. Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ nay tới 30 tháng 9 năm 2018. Đăng ký ngay 1900 1515. Hôm nay, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở nước ta được đưa vào chạy thử. Báo động tình trạng thanh thiếu niên Mỹ hút thuốc lá điện tử có chứa cần sa. Ốc tai điện tử, thiết bị đắc lực giúp cải thiện khả năng nghe cho người khiếm thính. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ sáng nay thì dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử để căn chỉnh, đánh giá an toàn cho toàn bộ hệ thống. Bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng nay, dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội với chiều dài 13 km đã bước vào khoảng thời gian vận hành thử chính thức. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải, những ngày vận hành thử đầu tiên sẽ có 5 đoàn tàu chạy liên tục dọc trên toàn tuyến theo cả hai chiều. Các đoàn tàu sẽ chạy theo đúng biểu đồ, thông qua hệ thống điều khiển tự động, mỗi chuyến cách nhau 10 phút, vận tốc tối đa 65 km/h, tại mỗi nhà ga, tàu sẽ dừng lại 1 phút. Trong thời gian chạy thử, vấn đề cần chú ý là người dân sẽ không được tham gia vào quá trình này. Dự kiến thời gian chạy thử từ 3 đến 6 tháng. Trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án sẽ tiến hành căn chỉnh toàn bộ hệ thống, cũng như tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại trước khi đưa vào khai thác thương mại phục vụ người dân. Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệu tập 8 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự tại trạm thu phí số 1 quốc lộ 5A gây ách tắc giao thông. Trong những ngày qua, thì nhiều đối tượng đã không mua vé và dừng đổ xe tại trạm thu phí số 1 tại xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên. Thậm chí đã đâm bật barrier rồi dùng điện thoại quay livestream trên mạng xã hội Facebook kêu gọi các lái xe khác đến phản đối trạm thu phí, gây ách tắc giao thông hướng đường Hải Phòng - Hà Nội. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Bình tối qua đã giải cứu thành công 3 cháu nhỏ bị chính cha đẻ của mình nhốt trong nhà và đòi tự thiêu. Vào khoảng 7 giờ tối, thì người dân ở thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy đã báo lên công an xã là có 3 đứa trẻ bị cha đẻ nhốt trên phòng ngủ tầng 2 và đòi đốt nhà. Đối tượng là Nguyễn Văn Quân đã dùng dao và chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Được biết, một ngày trước đó, Quân đã đánh đập vợ phải nhập viện, sau đó tiếp tục đập phá nhà cửa, đưa 3 con ruột của mình lên tầng 2, khóa trái cửa và châm lửa đốt. Hiện đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự. Trước tình trạng bệnh dại có chiều hướng gia tăng, Chi cục Thú y Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, tại Hà Nội đã có 3 người chết vì bệnh dại và 2 ổ dịch dại trên chó được phát hiện. Ngoài ra, gần đây còn xảy ra một số trường hợp người tử vong do bị các giống chó dữ tấn công. Cục Thú y yêu cầu các quận huyện thống kê và lập sổ quản lý chó mèo, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính. Chó thả rông khi đưa ra nơi công cộng không đeo rọ mõm, tuyên truyền dưới nhiều hình thức về nguy cơ và tác hại mắc các bệnh như bệnh dại, xoắn khuẩn, bệnh tả khi sử dụng thịt chó mèo. Hiện nay trên mạng Internet đang xuất hiện một số website quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo. Đây là thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Người tiêu dùng cần cẩn trọng với các sản phẩm này. Danh sách sản phẩm và website đang được hiển thị trên màn hình. Dù sản phẩm đang được quảng cáo trên các website này, thế nhưng đại diện của các công ty thì lại khẳng định không phải do công ty thực hiện, không chịu trách nhiệm về tính pháp lý. Do vậy, các sản phẩm được đăng trên những website này không đảm bảo về chất lượng, an toàn, theo công bố đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận.
Tình trạng thanh thiếu niên Mỹ hút thuốc lá điện tử có chứa cần sa đang gia tăng ở mức báo động. Thống kê mới nhất cho thấy là cứ 11 thanh thiếu niên tại Mỹ thì có một người hút thuốc lá điện tử có chứa cần sa. Một hình thức phổ biến là chiết xuất cần sa thành dầu rồi sử dụng kèm với các dung dịch khi hút thuốc lá điện tử. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cần sa trong lứa tuổi thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng xấu đến việc học tập và làm suy giảm trí nhớ. Hồi đầu tháng này, giới chức Mỹ đã đề xuất lệnh cấm bán thuốc lá điện tử chứa chất tạo mùi. Động thái này nhằm đối phó với nguy cơ mà giới chức Mỹ gọi là đại dịch giới trẻ hút thuốc lá điện tử. Một tin tích cực với ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Cục Thanh tra An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa ra thông báo công nhận hệ thống quản lý chất lượng cá da trơn của Việt Nam tương đương với yêu cầu quản lý chất lượng của nước này. Thông báo này đề xuất công nhận Việt Nam là quốc gia đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn thô và các sản phẩm cá da trơn vào thị trường Mỹ. Cục Thanh tra An toàn Vệ sinh Thực phẩm Mỹ đưa ra đề xuất này sau khi xem xét luật, quy định và khảo sát hệ thống kiểm soát chất lượng cá da trơn của Việt Nam và đã xác định hệ thống này tương đương với hệ thống mà Mỹ thiết lập. Cũng theo đề xuất, chỉ các sản phẩm cá và cá da trơn thô Việt Nam được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận mới đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ. Tất cả các sản phẩm như vậy sẽ tiếp tục chịu sự kiểm tra tại các điểm kiểm định của nước này. Tuy đây mới là ý kiến đề xuất ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhưng được coi là bước tiến quan trọng và tích cực đảm bảo cá da trơn của Việt Nam có thể được tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ. Chỉ trong quý 1 năm 2018, thì Hải Phòng đã thu hút vốn FDI tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và với đà này, số vốn đầu tư ở những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng. Trong số đó có cả vốn của Việt Kiều quay trở về đầu tư tại quê hương. Làng Việt Kiều Quốc tế Hải Phòng được xem là resort trong lòng thành phố bởi thiết kế hiện đại, đặc biệt là dự án 9,2 hectare gồm 128 căn biệt thự và 61 căn liền kề, thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu. Có bể bơi riêng đã được 5 Việt Kiều Anh và Mỹ đầu tư về Hải Phòng. Có rất nhiều sự lựa chọn, chẳng hạn những thành phố có thời gian thu hồi vốn nhanh như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ vẫn quyết định lựa chọn Hải Phòng. Giai đoạn hiện nay thì cái dự án này có một cái lợi thế, thì đã mở con đường rất lớn để dọc qua đấy và xây một cái cầu niệm hai, bệnh viện Vinmec ở đấy, tập đoàn của Nhật Aeon cũng đầu tư vào đó. Và hiện nay nếu chúng ta ra địa điểm ấy thì cái triển vọng về giao thông, về đi lại thì rất là thuận lợi và lại gần sân bay Cát Bi. Đầu tư bất động sản khách sạn du lịch là một trong hai lĩnh vực đặc biệt thu hút Việt Kiều đầu tư ở Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng thu hút đông Việt Kiều đầu tư về quê hương là bởi những chính sách thông thoáng từ chính quyền, đặc biệt từ khi luật đất đai quy định Việt Kiều được mua nhà tại Việt Nam. Thành phố là rất là mở cửa, có thể là điện thoại hoặc là đến ngày là cái chính sách một cửa. Do vậy mà bao nhiêu ngày chúng tôi có thể hỏi rằng là cái hồ sơ đấy đến đâu, công việc được giải quyết như thế nào. Riêng về chính sách của thành phố, riêng về chính sách thu hút đầu tư, riêng về mặt giấy tờ đấy là rất là thuận lợi. Hải Phòng có được sức hút này là nhờ sự nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt với lĩnh vực đất đai, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại. Dự án Làng Việt Kiều Hải Phòng chỉ là một trong một số dự án tiếp tục thu hút hàng nghìn Việt Kiều khác quay về quê hương. Điều này cũng thể hiện tính ưu việt của những chính sách đổi mới, mở cửa đón Việt Kiều quay lại xây dựng quê hương. Bệnh nhân người Hàn Quốc nhiễm virus MERS, tức là hội chứng hô hấp Trung Đông, hồi đầu tháng này đã được các bác sĩ kết luận là khỏi hoàn toàn. Đây là thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày hôm qua. Kết quả kiểm tra hai lần gần đây đối với bệnh nhân này đều cho kết quả âm tính với virus MERS. Theo đó, bệnh nhân này đã được chuyển từ phòng cách ly sang phòng bình thường. Tất cả triệu chứng của MERS đã không còn và sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục. Hôm nay, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai đối với 21 người từng tiếp xúc với bệnh nhân MERS nói trên. Trước đó, một người đàn ông 61 tuổi sống tại Seoul được chẩn đoán nhiễm virus MERS sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong vòng hơn 3 năm qua. Với những người nghe kém thì các thiết bị trợ thính rất quan trọng với họ, trong đó có thiết bị ốc tai điện tử. Ốc tai điện tử được sử dụng trong trường hợp nào và có ưu điểm gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi sau đây. Cấy điện cực ốc tai là phương pháp phẫu thuật hiện đại đưa toàn bộ các chuỗi điện cực vào trong ốc tai với mức độ an toàn.
Mỗi ca phẫu thuật sẽ mất khoảng từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ. Ốc tai nghĩa là gì này? Có hình con lốp như này gọi là ốc tai. Đấy. Thế thì cái điện cực ốc tai nó sẽ đi phía từ phía dưới của cái cửa sổ tròn, người ta đi cạnh cái cửa sổ tròn, người ta luồn vào và nó chạy hoàn toàn trong cái ốc như này thành một vòng như này. Đó. Áp được sát thì nó truyền được cái âm thanh vào trực tiếp vào các cái rễ thần kinh luôn để đưa về chuyển về não. Phương pháp này chỉ định với những cháu bị điếc sâu và sử dụng các biện pháp khác không hiệu quả. Ngoài ra, trước khi cấy ốc tai điện tử, trẻ phải đeo máy trợ thính tối thiểu 3 tháng. Khi đeo mà không có kết quả mới sử dụng biện pháp cuối cùng là cấy ốc tai điện tử. Lứa tuổi mà can thiệp tốt nhất đấy là dưới 3 tuổi. Thế thì có những cái trường hợp các em cấy tai thứ nhất là khi các em 1 tuổi. Thế thì sau đó về thì mẹ này dùng rồi cùng với cô giáo dạy dỗ cho các em để các em học nói. Thế đến năm thứ 2 là khi đấy là em bé được 2 tuổi. Em bé quay trở lại bệnh viện để cấy điện cực ốc tai cho tai thứ 2. Thì khi đấy em bé đã hát được tiếng Việt và tiếng Anh rất giỏi. Cho nên là thậm chí những cái em cấy điện cực ốc tai thì nó phát triển về tiếng nói nhanh hơn cả những trẻ bình thường. Đấy là những cái trường hợp mà em bé thông minh. Hiện nay, chi phí để cấy ốc tai điện tử vẫn còn cao, lên tới cả 100 triệu đồng. Sau khi cấy xong, còn phải điều chỉnh máy, tập luyện, phục hồi chức năng. Ngoài ra, cấy ốc tai điện tử cũng có thể gặp phải biến chứng. Vì vậy, cần tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng phương pháp này. Các nhà khoa học thần kinh Canada mới đây đã lần đầu tiên tái tạo thành công hình ảnh mà các tình nguyện viên nhìn qua bằng cách phân tích hoạt động não dựa trên điện não đồ. Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học cho nhóm tình nguyện viên mang thiết bị đo điện não đồ, rồi xem một số hình ảnh gương mặt trên màn hình máy tính. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, các hoạt động não của tình nguyện viên ghi nhận qua điện não đồ được sử dụng để tái tạo hình ảnh mà họ đã nhìn thấy. Công nghệ này có thể được ứng dụng nhằm giúp các nhân chứng hỗ trợ cảnh sát nhận dạng nghi phạm. Hiện nhóm nghiên cứu đang hợp tác với một công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất thiết bị đo điện não đồ không dây để mở rộng phạm vi ứng dụng. Thế giới vừa phải hứng chịu hai trận siêu bão, một là siêu bão Mangkhut ở Philippines và hai là siêu bão Florence ở Mỹ. Sau những thảm họa thiên tai này, thì chuyên gia lại nhấn mạnh đến tác động của biến đổi khí hậu. Một trong những bước quan trọng nhưng thường khó nhất, đó là việc đánh giá thực trạng những tác nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Mới đây, khó khăn này đã được giải quyết phần nào với bộ công cụ của Google. Bộ công cụ sẽ giúp đánh giá thực trạng phát thải lượng khí carbon ở mỗi khu vực dân cư. Phóng viên Lê Minh thông tin chi tiết. Thành phố Pittsburgh của Mỹ có diện tích 151 km2, là nơi cư trú của 303.625 người. Năm 2017, lượng khí carbon thải ra từ những ngôi nhà ở thành phố này là 4.990.000 tấn, còn từ các phương tiện giao thông là 1.420.000 tấn. Nếu toàn bộ các mái nhà của thành phố này lắp hệ thống điện mặt trời, thì mỗi năm sẽ cắt giảm được 943.000 tấn khí thải carbon. Đó là những số liệu mà bộ công cụ có tên Environmental Insights Explorer của hãng Google đưa ra, dựa trên những dữ liệu thực do chính Google thu thập được, kết hợp với các phương pháp tính toán trong lĩnh vực môi trường. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu khoa học thực tế để chứng minh, chúng ta sẽ càng có cơ sở để đưa ra quyết định về những hành động hay điều chỉnh nào cần phải triển khai. Vì thế, bộ công cụ này của Google, theo tôi, là một phần của tiến trình thu thập và cung cấp những thông tin có giá trị vững chắc ở tầm vĩ mô. Bên cạnh đó, bộ công cụ của Google còn có khả năng tùy biến, cho phép người dùng điều chỉnh các số liệu đầu vào như số lượng của từng loại phương tiện giao thông, số lượng hay diện tích nhà ở trong một khu vực dân cư. Hiện tại thì bộ công cụ mới này của Google mới đang ở giai đoạn thử nghiệm với 5 thành phố lớn trên thế giới. Theo kế hoạch, chúng sẽ được tiếp tục phát triển, bổ sung, cập nhật dữ liệu để trở thành bộ công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp cũng như là từng cá nhân xác định được những hành động hay biện pháp cụ thể để góp phần tham gia vào nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin 11 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin 12 giờ trưa.